Chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Nam Audio 61. Anh em có nhu cầu mua hàng xin liên hệ với em theo điện thoại hoặc Zalo 0977885088 gặp Nam anh em nhé. Anh em ở thành phố Hồ Chí Minh có thể ghé em ở địa chỉ 61 đường Núi Thành, phường 13 quận Tân Bình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Trong video ngày hôm nay em giới thiệu với anh em mình cái cặp cũ Electrovoi rất là khủng khiếp anh em nhé. Nó có mã là Electrovoi DH1A. Đây là cặp cũ rất khủng. Nó có cái đường kính của cũ là nó rơi vào khoảng 24 cm anh em nhé. Đường kính cái cũ này 24 cm. Và trọng lượng của nó một bên nó rơi vào ước lượng nó khoảng chừng 12 kg đó anh em nhé. Rất là khủng khiếp luôn cho một cái cũ kèn. Em đã tháo cái ốc của diaphragm để cho anh em mình tí nữa em mở cái diaphragm mình cho anh em mình xem nhé. Thì cái cũ này á, nó là cũ High Frequency Reproduction, tức là Made in USA. Cũ này sản xuất tại Mỹ anh em nhé, của Electrovoi Buhaman, Michigan, Made in USA anh em nhé. Cái màng zin của nó thì nó có cái tem của nó đàng hoàng anh em nhé. Cái cũ này là nó cho giải tần từ 500Hz cho đến 20.000Hz. Thì anh em mình có thể chơi chung kèn hoặc là chơi chép kèn đều được anh em nhé. Hoặc là mình có thể dựng những dàn âm thanh hai đường tiếng bao gồm một bát và một cái cũ kèn này rất là hay nhé. Cũ này thì nó rất khủng khiếp anh em. Đấy, đường kính của nó 24cm. Tính từ bên đây sang bên đây. Đó, 24cm. Cỡ khoảng 23cm thì chính xác hơn anh em nhé. 23cm. Từ bên đây sang bên đây anh em nhé. Rất là khủng khiếp luôn. Nó gắn những cái họng kèn 2 inch anh em nhé. Đây, cái mặt trước đây. Hai cũ thì nó tương tự như nhau anh em nhé. Em quay để anh em mình, em lật một bên. Đây, cái em lật luôn bên kia cho anh em mình xem nhé. Rất đẹp luôn. Đang còn cái ron zin của nó luôn. Đó. Rất đẹp anh em nhé. Cũ từ đang còn nguyên luôn anh em. Rất là khủng khiếp cho cái cũ kèn này. Nó như hai cái phi thuyền đó anh em nhé. Cái bên đây cũng rất đẹp anh em nhé. Đây. Rất là nặng luôn. Đó, anh em mình làm cái đế kê lên. Khủng khiếp luôn. Cái này điện thoại thì quay nhiều khi anh em mình không tưởng tượng được cái độ lớn của nó đâu. Nhưng mà cái củ kèn này bên ngoài nó to khủng luôn anh em nhé. Rất là khủng khiếp luôn. Hơn một gang tay của em anh em nhé. Đó, gang tay của em nó là nó đến đây. Đấy. Bây giờ em mở cho anh em mình xem cái côn nhé. Cái củ kèn này thì khỏi nói rồi. Electrovoi công ty nó đời sau của cái thằng Antec Lansing mà. Củ kèn của nó mà củ kèn sản xuất tại Mỹ luôn. Quan trọng nhất là cái cặp màng này này. Cho nên là em muốn dỡ lên quay cho anh em mình xem này. Đây. Đó, màng zin này. Màng zin này. Có bên đây, phía bên tay trái này nó có một số cái vết bẩn bé bé này. Côn thì còn đẹp keng sờ beng luôn anh em nhé. Rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn anh em nhé. Tiếng của nó thì trong vắt luôn anh em nhé. Và rất là dày. Cái này anh em mình vừa có thể nghe nhạc và vừa có thể tận dụng để hát karaoke được anh em nhé. Lâu lâu mình hát hò tí cũng được. Thì cái màng zin của nó anh em mình để ý nó có hai cái chấm rất là bé ở đây. Đó. Để mình căn lại mình ghim vào hai cái chốt này, này anh em nhé. Đó, ghim vào hai cái chốt đó cho nó. Đó, mình căn hai cái chấm đó để mình cho nó vào hai cái chốt để mình đặt xuống. Đó. Cái cách để người ta. Cái đôi này thì tiếng của nó thì xuất sắc rồi anh em nhé. Rồi, cái màng bên trái rồi cái màng bên phải em dỡ lên cho anh em mình xem nhé. Đó, mình cầm hai cái núm này mình nhấc lên. Nó có hai cái cốt để định tâm này anh em. Đó, mình phải gắn vừa hai cái cốt đó thì nó sẽ vào lọt luôn. Rất đẹp anh em nhé. Côn zin đẹp keng sờ beng luôn. Cái này xài vài chục năm nữa không cần phải động chạm gì đến anh em nhé. Rất đẹp luôn anh em nhé. Mình cũng tương tự thôi, mình tìm hai cái chấm của nó trên cái màng loa này, nó có hai cái chấm bé bé này. Đó. Mình đặt vào đúng hai cái cốt định tâm của nó là xong. Xong mình đưa nó xuống nhẹ nhẹ là được anh em nhé. Mấy cái này anh em phải nhẹ tay thôi chứ không có được mạnh tay nhé. Nó mà cong cái côn thì nguy hiểm nhé. Đó, mình đưa nó xuống, nó phải xuống đều nhé. Đó, xuống đều xuống như vậy. Ok. Là bản thân hai cái cốt định tâm đó nó sẽ canh cho cái cuộn côn nó nằm chính giữa cái khe từ. Và nó không bị sát cốt anh em nhé. Thì cái cặp này nó đang còn rất zin và còn khá là đẹp.
không có đẹp xuất sắc tại vì em không có tút lại anh em nhá. Nó mấy chục năm rồi, những cái cũ này anh em tìm hiểu DH1A nó phải ba mươi mấy bốn chục năm rồi, nhưng mà tình trạng nó còn khá là đẹp và rất là tốt anh em nhá. Cái đôi này nó rất là khủng khiếp, trọng lượng của nó một cặp như vậy nó phải hai mươi mấy ký. Thì cái đôi này em bán giá là 13.500.000, em quay cho anh em mình rồi đó, rất là zin anh em nhá, rất là zin và rất là gấu luôn. Anh em mình về để dựng dàn loa hoặc là mình kiếm cái họng mình gác lên để mình lâu lâu mình hát hò. Rồi, anh em nào có nhu cầu lấy cái đôi này thì liên hệ với em theo điện thoại Zalo 0977885088. Chất âm thì thôi khỏi nói rồi, tiếng nó rất là dày dặn và rất là sáng anh em nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào anh em.